Dạ vâng. Mình xin chào bạn nhé. Thì bạn yêu cầu mình quay cây vàng hường. Đây là cây vàng hường của mình nha bạn. Cây vàng hường đang cho hoa. Đây. Cái thân nè. Thân mình đang uống luôn á. Nó cong luôn nè. Để bạn nhìn nè. Ảnh cong luôn á. Để mình đang uống. Rồi mấy cái tượng nhỏ nhỏ ở dưới nè. Đang xem là ảnh ra hoa luôn. Đây, ở đây có hoa luôn. Đây là mình đang uống cho cong á bạn. Cái gốc chuẩn của ảnh là ở dưới này. Bạn xem kỹ nha. Cái gốc chuẩn của ảnh là mình đắp rơm cho đỡ nắng á. Nắng là nuôi cái thân. Gốc khá là to nha. Gốc này 2 ngón tay. Đấy. Rồi. Đấy, mình quay qua đây. Ở đây bạn xem cái bông bên đây. Cái này mới là hoàng hường. Cái anh này là cái cây vàng nó lớn bên đây ảnh tràn qua. Mình kéo xích qua cho bạn thấy rõ. Cái cây này lơ ra. Đấy. Đây là cái vàng hường. Kéo lơi ra cho bạn thấy rõ. Đây, cái bông. Nhìn cái thân của ảnh. Giọt quá. Có gì không rõ thì bạn phản hồi lại, trả lời mình chụp lại. Này là mấy cây Mỹ Hồng. Ủa, Mỹ Vàng. Cái cây Mỹ Vàng này thì mình mới kê được. Cái cây Mỹ Vàng này cái thân của ảnh già rồi đó. Thành ra mình kê được. Kê được làm giống. Rồi. Rồi bạn xem tham khảo nha. Có gì phản hồi lại mình.